Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ai Cập đề xuất kế hoạch 3 giai đoạn giúp thả thêm con tin, chấm dứt chiến sự, thiết lập chính quyền kỹ trị để quản lý giải Gaza. Kế hoạch 3 giai đoạn được đưa ra tại cuộc gặp giữa giới chức Ai Cập và phái đoàn Hamas ở thủ đô Cairo cách đây vài ngày, Ai Cập là quốc gia Ả Rập đầu tiên ký Hiệp ước Hòa bình với Iran năm 1979, cũng như làm trung gian hòa giải các xung đột trước đây giữa Palestine và Israel. Giai đoạn đầu của kế hoạch gồm lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 2 tuần và có thể gia hạn. Trong thời gian này, Hamas sẽ thả 40 con tin Israel, gồm phụ nữ, trẻ em, người già có vấn đề sức khỏe. Đổi lại, phía Israel trả tự do cho 120 người Palestine đang bị giam trong các nhà tù nước này dừng hành động thù địch và tăng hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Giai đoạn 2 là tiến hành đàm phán quốc gia Palestine do Ai Cập làm trung gian để chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Hamas, thiết lập chính quyền kỹ trị để quản lý cả Bờ Tây và Gaza. Ông Abbas là lãnh đạo chính quyền Palestine được quốc tế công nhận, Fatah từng kiểm soát cả Bờ Tây và Gaza nhưng đã phải rút khỏi Gaza vào năm 2007 khi Hamas trỗi dậy và nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân tại đây nhờ chính sách cứng rắn với Iran. Giai đoạn cuối cùng bao gồm một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và thỏa thuận toàn diện để trao trả toàn bộ binh sĩ Iran đang bị Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza giữ đổi lấy tù nhân Palestine ở Iran. Trong giai đoạn này, Israel cũng rút quân khỏi Gaza, tạo điều kiện cho người di tản trở về nhà. Đề xuất của Ai Cập sẽ được nhánh chính trị của Hamas ở Qatar xem xét, theo Ashraf News. Hamas, iran chưa bình luận về thông tin. Kênh Channel 13 của Iran cho biết, giới chức Iran chưa đạt đồng thuận về kế hoạch của Ai Cập, nhưng sẵn sàng chấp nhận giai đoạn 1 bởi nó tương tự như thỏa thuận ngừng bắn được Hamas và Iran thực hiện hồi cuối tháng 11. Xung đột nổ ra hôm 7 tháng 10, khi Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Iran, khiến hơn 1.140 người thiệt mạng và khoảng 240 dân thường bị bắt làm con tin. Iran đáp trả bằng các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào giải Gaza. Giao tranh giữa hai bên đã khiến hơn 20.258 người thiệt mạng, hơn 53.688 người bị thương tại Gaza, tính đến ngày 23 tháng 12. Iran và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ ngày 24 tháng 11 với Qatar và Ai Cập làm trung gian để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, Hamas và nhóm Jihad Hồi giáo Palestine đã thả hơn 100 con tin. Đổi lại, Iran trả tự do cho 240 người Palestine bị giam trong nhà tù nước này. Giới chức Iran ước tính Hamas còn giữ khoảng 129 con tin. Quân đội Iran tối 1 tháng 12 nối lại và mở rộng chiến dịch trên bộ nhằm vào Hamas trên khắp giải Gaza. Thủ tướng Iran Benjamin Netanyahu ngày 24 tháng 12 tuyên bố nước này sẽ tiếp tục chiến dịch ở Gaza bằng tất cả lực lượng của mình. Trong khi đó, Hamas bác bỏ đàm phán về trao đổi tù nhân khi vẫn trong tình trạng chiến tranh với Israel. Israel phát hiện mạng lưới đường hầm hàng chục mét dưới trại tị nạn lớn nhất Gaza. Ngày 24 tháng 12, lực lượng phòng vệ Israel công bố một video được cho là một mạng lưới đường hầm lớn của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza Palestine ở trại tị nạn Jabalia, trại tị nạn lớn nhất Gaza, theo tờ The Times of Israel. Đường hầm gồm hai tầng và một thang máy, có độ sâu hàng chục mét dẫn đến một hội trường lớn và trung tâm chỉ huy. Israel cho biết mạng lưới này gồm nhiều nhánh, bao gồm một số nhánh chạy bên dưới trường học và bệnh viện gần đó. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết vũ khí và cơ sở hạ tầng dùng để sản xuất vũ khí của Hamas cũng được tìm thấy trong đường hầm. Thưa quý vị, có thể nói rằng quân xâm lược Nga đã trải qua một đêm Giáng sinh ấm cúng theo đúng nghĩa đen. Theo đó, ba tiếng nổ lớn đã được nghe thấy ở Tokmak, tỉnh Zaporizhia do Nga kiểm soát. Ông Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol tuyên bố trên Telegram rằng khi Tokmak đang tổ chức đêm Giáng sinh vào 24 tháng 12, ba tiếng nổ lớn vang lên khắp thành phố. Người Nga một lần nữa báo cáo rằng tất cả hỏa tiễn đã bị phá hủy. Nhưng người Nga không nói rõ họ phá hủy các hỏa tiễn đó bằng thiết bị gì. Ông Fedorov nhấn mạnh, hiện chưa rõ các vụ nổ xảy ra ở Tokmak có gây ra thương vong gì cho quân Nga hay dân thường hay không. Nga mất hai máy bay ném bom vào đêm Giáng sinh. Bên cạnh đó, các quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang của họ đã tiêu diệt hai máy bay ném bom chiến đấu của Nga vào đêm Giáng sinh, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong bản cập nhật ngày Giáng sinh rằng, lực lượng phòng không của nước này đã tiêu diệt máy bay Su-34 và Su-30 của Nga. Theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu ngày 25 tháng 12, 329 máy bay Nga đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022 chỉ huy lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Mykola Omichuk, tuyên bố các máy bay ném bom chiến đấu đã bị bắn hạ trên mặt trận Odessa và Mariupol ở phía nam và phía đông đất nước. Theo hướng Odessa, đã có công việc chiến đấu trên Su-30 của Nga ở Biển Đen, ông nói trong một bài đăng trên Telegram ngày 24 tháng 12. Chúng tôi đang nghiên cứu các tài liệu kiểm soát khách quan để biết chắc chắn liệu mục tiêu có bị bắn trúng hay không. Nhưng người ta đã xác nhận rằng hệ thống hỏa tiễn phòng không của chúng tôi đã bắn trúng máy bay ném bom Su-34 theo hướng Mariupol. Nó không quay trở lại sân bay. Chuyến bay vĩnh cửu, các anh em, Giáng sinh vui vẻ. Bộ Tổng tham mưu cho biết trong bản cập nhật ngày Giáng sinh rằng máy bay Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu của Nga. Trong bài đăng trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày qua, lực lượng hàng không của lực lượng phòng vệ đã tấn công 12 khu vực tập trung nhân sự, vũ khí và trang thiết bị quân sự, kho đạn dược và tổ hợp phòng không của đối phương. Nga ráo riết săn lùng vũ khí giúp Ukraine bắn hạ 3 máy bay Su-34. Sau tổn thất nặng nề hồi đầu tuần, lực lượng Moscow đã phát động chiến dịch truy tìm loại vũ khí đã giúp Ukraine tiêu diệt 3 máy bay tiên tiến nhất của nước này. Theo đó, các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái để truy lùng hệ thống vũ khí Ukraine, đã bắn hạ 3 máy bay tấn công siêu âm Su-34 của Nga hồi đầu tuần. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Inats cho biết Điện Kremlin muốn tìm ra thiết bị đã hạ bệ các máy bay của họ. Bây giờ, đối phương đang sử dụng máy bay không người lái, cố gắng thu thập lượng thông tin tình báo tối đa ở các khu vực phía Nam, nơi máy bay chiến đấu của Nga bị bắn rơi. Ông Inats tuyên bố, Ukraine hôm thứ Sáu tuần trước tuyên bố đã bắn rơi 3 chiếc Su-34 của Nga, mặc dù hệ thống vũ khí được sử dụng để làm điều đó chưa được tiết lộ. Một số kênh Telegram chuyên thảo luận về các vấn đề quân sự đưa ra giả thiết rằng Ukraine khả năng đã sử dụng hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot của Mỹ để bắn hạ máy bay. Tai ương trong ngày Giáng sinh vừa qua của Nga không chỉ có vậy, thưa quý vị. Báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã mất 33 hệ thống pháo binh, 31 xe APV và 19 xe tăng từ đêm Giáng sinh đến ngày Giáng sinh. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Kyiv tuyên bố Nga đã mất tổng cộng 5.877 xe tăng, 8.347 hệ thống pháo và 10.919 xe bọc thép. Cũng trong báo cáo ngày 25 tháng 12 của mình, lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết Nga có 760 binh sĩ thương vong, hai máy bay và hai hệ thống tác chiến phòng không bị loại bỏ. Kyiv tuyên bố Nga đã phải chịu 353.950 binh sĩ thương vong, 329 máy bay và 613 hệ thống tác chiến phòng không kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Cơ quan điều tra Mediazona và BBC News của Nga cho biết 39.424 binh sĩ Nga đã thiệt mạng tính đến ngày 15 tháng 12, mặc dù số người chết có thể còn cao hơn đáng kể. Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tiếp tục thể hiện mình là một nhà lãnh đạo duyên dáng, quan tâm đến hạnh phúc của quân nhân khi chiến tranh tiếp tục diễn ra. Nhà báo Điện Kremlin Pavel Zarubin đã công bố đoạn phim ngày 24 tháng 12 về buổi lễ ngày 19 tháng 12 tại Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, nơi ông Putin nói chuyện với các quân nhân Nga. Những người nói rằng họ muốn gặp người thân, nhưng chỉ huy của họ phải cho họ rời đi. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW cho biết trong báo cáo ngày 24 tháng 12, Putin trả lời, hãy để họ nghỉ ngơi, người chỉ huy đã quyết định rồi, đó là tôi isw cho biết việc putin cho phép nhân viên nghỉ phép có vẻ tự phát là một nỗ lực nhằm thể hiện mình là một nhà lãnh đạo tham gia thời chiến đáp ứng yêu cầu của quân đội và khen thưởng những người trung thành với ông tuy nhiên một đoạn video được cho là của một người lính nga đã cho thấy có căng thẳng giữa quân đội nước này và các nhà lãnh đạo người lính người tuyên bố được quay phim gần marinka ngay phía tây nam thành phố phía đông donetsk trong video người lính đã dùng lời lẽ để tấn công putin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và đặt câu hỏi phần còn lại của quân đội quốc gia đang ở đâu. Hãy nhìn những thứ chết tiệt này khi chúng tôi chiến đấu ở đây, khi chúng tôi đang mục nát trong chiến hào. Họ đeo vòng cổ trị giá 23 triệu rúp. Họ khoe khoang về điều đó. Con số này tương đương khoảng 250.000 Mỹ Kim. Đồng chí Putin, đồng chí, chết tiệt, điều này có nghĩa là gì? Có phải chúng tôi đang ngồi trong chiến hào vì những thứ chết tiệt này không? Tại sao ông không cho chúng tôi biết khi nào thì thời hạn nghĩa vụ quân sự của chúng tôi kết thúc? Lực lượng phòng vệ Iran cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah vào Chủ nhật, sau khi hàng loạt hỏa tiễn từ Liban nhắm vào nhiều cộng đồng ở miền Bắc Israel IDF cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công các tòa nhà quân sự, bệ phóng hỏa tiễn và các cơ sở hạ tầng khác của nhóm khủng bố được Iran hậu thuẫn để đáp trả các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn. Họ cũng cho biết họ đã nổ súng để loại bỏ các mối đe dọa tại một số khu vực dọc biên giới. Các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Liban vẫn tiếp diễn kể từ khi nổ ra chiến tranh giữa Israel và Hamas ở giải Gaza vào ngày 7 tháng 10, khi nhóm khủng bố Palestine thực hiện một cuộc tấn công tàn khốc. Trong một vụ việc xảy ra hôm chủ nhật, một hỏa tiễn chống tăng từ Liban bắn trúng một ngôi nhà ở cộng đồng biên giới Avivim, gây thiệt hại đáng kể nhưng không có thương tích. Không có báo cáo về thương tích vì cộng đồng phần lớn đã được di tản do các cuộc tấn công của Hezbollah đang diễn ra kể từ ngày 7 tháng 10. Iran cho biết họ sẽ không chấp nhận sự hiện diện của Hezbollah dọc biên giới phía Bắc sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas trong đó hàng nghìn kẻ khủng bố xông vào Israel từ Gaza, giết chết khoảng 1.200 người và bắt cóc hơn 240 người, chủ yếu là dân thường. Khi Israel phát động một chiến dịch quân sự, bao gồm cả cuộc tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas, loại bỏ quyền lực của tổ chức này ở Gaza và thả các con tin, nước này cũng đã điều động lực lượng lên phía Bắc để đề phòng Hezbollah bắt chước cuộc tấn công của Hamas. Kể từ ngày 7 tháng 10, các lực lượng do Hezbollah dẫn đầu đã tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới phía Bắc gần như hàng ngày. Nhóm này cho biết họ làm như vậy để hỗ trợ Gaza trong bối cảnh chiến tranh ở đó. Israel đã trả đũa tấn công các địa điểm của Hezbollah và các mối đe dọa an ninh gần biên giới. Hezbollah đã nêu tên 124 thành viên đã bị Israel giết chết trong các cuộc giao tranh đang diễn ra, hầu hết ở Liban, nhưng một số cũng ở Syria, Tại Liban, 16 thành viên khủng bố Palestine khác, một binh sĩ Liban và ít nhất 17 thường dân, trong đó có ba nhà báo đã thiệt mạng. Thưa quý vị, một báo cáo tình báo được giải mật của Hoa Kỳ công bố tuần trước đã xác nhận những gì Bộ Quốc phòng Ukraine đã nói từ lâu, lực lượng mặt đất của Nga đang bị tấn công theo báo cáo, có tới 315.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương, tức 87% nhân sự mà Điện Kremlin có từ khi cái được gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu. Đánh giá tiếp tục cho biết 2.200 trong số 3.500 xe tăng đã bị mất, 4.400 trong số 13.600 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép cũng đã bị phá hủy. Tỷ lệ tổn thất là 32%. Từ những con số trên cho thấy, thương vong của Nga ở Ukraine trong 22 tháng qua đã vượt xa đáng kể những thương vong ở Afghanistan trong khoảng thời gian 10 năm từ năm 1979 đến năm 1989 nơi 14.453 binh sĩ thiệt mạng và 53.753 người khác bị thương. Được biết, những con số này rồi đây sẽ tiếp tục tăng lên không ngừng. Năm 2024 tới đây, được cho rằng sẽ có một khởi đầu lạnh lẽo nữa trên cánh đồng chết ở Ukraine. CÁC CÁNH ĐỒNG CHẾT Ở UKRAINA Quân đội Ukraine đã trở nên khá hiệu quả trong việc tiêu diệt và làm bị thương người Nga cũng như phá hủy thiết bị của họ, một phần nhờ vào vũ khí, đạn dược, huấn luyện và thông tin tình báo do Mỹ, NATO và các nước thuộc Liên minh châu Âu cung cấp, có thể kể đến như máy bay không người lái Switchblade, hỏa tiễn chống tăng Javelin, hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao HIMARS, đạn thông thường cải tiến mục đích kép DPICM, xe tăng Leopard, hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và Scarp, vân vân. Một tỷ lệ lớn thương vong của Nga đã xảy ra trong các trận địa phòng thủ anh dũng của Ukraine trong và xung quanh Bakhmut và Avdiivka ở vùng Donetsk phía đông Ukraine, đẩy lùi các cuộc tấn công bằng thịt không ngừng khiến địa hình xung quanh giống như các chiến trường thời hậu thế chiến thứ nhất như Stormy, Verdun, Bastogne và Mani. Trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 12, Kyiv tuyên bố họ đã tiêu diệt 3.010 lính Nga và phá hủy 21 xe tăng trong khu vực Avdiivka. Theo Front Television Insight, Nga đã mất ít nhất 211 phương tiện và 13.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương tương đương với việc tiêu diệt hoàn toàn 5 tiểu đoàn ở Avdivka. Nhưng không chỉ khu vực Donetsk, nơi Ukraine đã đánh bại lực lượng Nga một cách dứt khoát, Sư đoàn tấn công đường không số 104, được cho là đội hình tinh nhuệ của Nga, đã chịu tổn thất đặc biệt nặng nề và không đạt được mục tiêu trong lần ra mắt chiến đấu gần Krynky, dọc theo sông Dnipro ở miền nam Ukraine. Bằng mọi thước đo có thể đo lường được, Ukraine đang giành chiến thắng trong cuộc chiến tuy nhiên phương tây dường như đang đứng trước bờ vực nhượng bộ trước sức mạnh của thông tin và tuyên truyền sai lệch của nga giết thêm lính nga là không đủ để giành chiến thắng trong cuộc chiến putin sẽ đơn giản cho thêm nhiều thi thể vào máy xây thịt của ukraine lính nga được huy động lính nghĩa vụ tù nhân lính đánh thuê chiến binh nước ngoài không thành vấn đề tất cả đều là phương tiện để đạt được mục đích điều đó bây giờ bao gồm cả những người lính bị thương tất cả đều có thể chi tiêu cho mục đích của Putin. Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng các thành viên của đơn vị Storm Z của Nga rất có thể sẽ được quay trở lại nhiệm vụ chiến đấu với những vết thương chưa lành và thậm chí sau khi bị cắt cục chi. Trong một báo cáo riêng, vào cuối tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga được tra lại đã cho phép huy động các trung đoàn không hợp lệ, bao gồm các thương binh để trở lại mặt trận, để tấn công các đơn vị mà không thông qua Ủy ban Quân y và chăm sóc y tế đủ tiêu chuẩn. Vũ khí mà Mỹ cung cấp từ cơ quan rút quân của Tổng thống PDA cũng sẽ không đủ để loại bỏ binh lính Nga khỏi các vị trí phòng thủ mà họ đã củng cố dọc theo các con đường tiếp cận dẫn đến biển Azov và bán đảo Crimea. Mặc dù cuộc phản công của Nga ở Avdiivka có thể là một thất bại về mặt chiến thuật, nhưng nó đã giúp Nga câu giờ cũng như vụ tấn công khủng bố của Hamas ở Israel vào ngày 7 tháng 10, để tướng Valery Gerasimov tham gia. Động lực của cuộc đột phá vào tháng 9 ở vành đai phòng thủ chính mà quân đội Ukraine đạt được trong cuộc phản công gần Robotny, như giám đốc phân tích của DIA, Trenmau, mô tả đã bị mất. Vành đai phòng thủ thứ hai dễ bị tổn thương trước đây của Nga đã trở thành vành đai phòng thủ chính. Các chiến hào và vị trí chiến đấu đã được củng cố, các bãi mìn được tái gieo rắc và phần lớn lực lượng Nga còn lại ở tuyến thứ ba hiện đang chiếm giữ các vị trí này. Các hệ thống phòng không Patriot, Avenger, Natsam, Hort đang được triển khai tới Ukraine cũng sẽ không giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến, việc bắn hạ từng hỏa tiễn trên bầu trời ukraine không ngăn cản bệ phóng hỏa tiễn của nga tiếp tục bắn thêm hỏa tiễn vào ngày hôm sau hoặc ngày tiếp theo do đó điều ukraine cần nhất lúc này là tìm lực để có thể phá hủy hệ thống vũ khí tại điểm xuất phát của nó và trên lãnh thổ của nga crimea biển đen hoặc thậm chí là belarus ukraine vẫn còn ý chí chiến đấu ukraine đã mất đà nhưng ý chí của họ thì không sẽ đòi hỏi một sự khởi đầu lạnh lùng nữa trước một kẻ thù cố thủ vững chắc. Theo đúng nghĩa đen khi mùa đông đến, nhưng cũng theo nghĩa bóng khi quân đội Ukraine tái thiết sức mạnh chiến đấu của mình về binh lính, thiết bị và đạn dược. Điều quan trọng không kém là Hoa Kỳ cần có cam kết chắc chắn để giành chiến thắng và điều đó sẽ đòi hỏi một thứ mà chính quyền Biden còn thiếu, đó là ý chí chính trị. Kết quả của cuộc chiến ở Ukraine phải dựa trên vấn đề an ninh quốc gia hơn là vấn đề chính trị như nó đã trở thành ở Washington. Chúng ta không nên đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa vì đã không thông qua gói viện trợ khẩn cấp trị giá 106 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và Israel, cũng như quỹ cho biên giới phía Nam Hoa Kỳ, mà bỏ qua thực tế là sau 22 tháng hoạt động chiến đấu kéo dài và 44,2 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ quân sự ra, thì Hoa Kỳ không có sự hỗ trợ nào khác cho Ukraine. Họ để gói viện trợ cạn kiệt trong tầm mắt, Đi kèm với điều đó là không có một kế hoạch rõ ràng mà chỉ là những lời hứa hẹn tài trợ cho một cuộc chiến trong thời gian dài nhất có thể, một cách tiếp cận không phải lỗi của tôi khác khi chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2024 đang đến gần. Chính quyền Biden đã đạt được mục tiêu ban đầu là bảo vệ Ukraine và làm suy yếu nước Nga, nhưng lại không trang bị cho Ukraine những công cụ cần thiết để giành chiến thắng chiến lược của Mỹ vẫn mắc kẹt ở phòng thủ và chưa bao giờ chuyển hoàn toàn cùng Ukraine sang giai đoạn phản công. Đúng hơn, nó chỉ cung cấp đủ để Ukraine tồn tại. Nó hầu như không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn dòng binh lính Nga và Ukraine hoặc ngăn chặn hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái trút xuống các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Nó chỉ đơn giản là kéo dài việc giết chóc và tạo ra sự mệt mỏi của Ukraine. Bằng cách này, Tổng thống Biden đã lôi kéo Mỹ và Ukraine vào một cuộc chiến tranh mãi mãi khác. Chỉ có điều lần này, hiện tại cái giá phải trả được tính bằng đô la, chứ không phải tính mạng của người Mỹ. Đó chính xác là kịch bản mà Putin và các tướng lĩnh ở Điện Kremlin đã hình dung, giảm bớt quyết tâm ở phương Tây và khơi dậy đấu đá chính trị nội bộ ở Washington, Brussels và Kyiv. Bằng mọi thước đo có thể đo lường được, Ukraine đang giành chiến thắng trong cuộc chiến Tuy nhiên, phương Tây dường như đang đứng trước nguy cơ nhượng bộ trước sức mạnh của thông tin và tuyên truyền sai lệch của Nga, những mũi tên duy nhất mà Putin vẫn còn để lại trong ống tên của mình. Washington phải làm tốt hơn, và điều đó bắt đầu bằng việc đẩy mạnh và dẫn đầu nỗ lực. Trong một từ duy nhất, chiến thắng, sau đó cam kết và cung cấp. Như tướng George S. Payton, đã nói với tập đoàn quân số 3 của mình trước cuộc xâm lược của quân đồng minh vào Pháp năm 1944. Người Mỹ yêu thích kẻ chiến thắng và sẽ không dung thứ cho kẻ thù cuộc. Người Mỹ lúc nào cũng chơi để giành chiến thắng. Đã đến lúc chúng ta phải đáp ứng tiêu chuẩn đó, đặc biệt là Ukraine đã có. Ukraine cần một chiến thắng. Người dân Ukraine xứng đáng có được khoảnh khắc ở Yorktown và Hoa Kỳ cần đặt ra các điều kiện giống như cách mà Comte De Rochambeau và Comte de Grasse của Pháp đã làm vào tháng 10 năm 1781. Điều đó bắt đầu với hệ thống vũ khí, thiết bị kỹ thuật, đạn dược và thông tin tình báo, sau đó dỡ bỏ các hạn chế về những gì và ở đâu Ukraine có thể nhắm mục tiêu. Nơi trú ẩn ở Nga không còn được phép ung dung nữa. Kyiv phải có khả năng tấn công quân đội, thiết bị, hệ thống vũ khí, khu vực kho đạn dược, điểm nhiên liệu, trụ sở, đầu đường sắt, bến cảng sân bay, cầu, vân vân. Bất cứ nơi nào lực lượng Nga có thể phát huy sức mạnh chiến đấu, ngăn chặn, phá vỡ và đánh bại khả năng của Nga trong việc duy trì các hoạt động chiến đấu ở Ukraine, cho phép chiến đấu chặt chẽ để giành chiến thắng. Điều đó đòi hỏi khả năng tấn công sâu chính xác, attack MS tầm xa và máy bay chiến đấu. Ukraine phải có khả năng giành chiến thắng trong cuộc cận chiến, trong chiến hào, xuyên qua các chướng ngại vật và bãi miền, và họ phải vô hiệu hóa khả năng hỏa lực gián tiếp của Nga. Sức mạnh của Nga là số lượng lớn về bộ binh và pháo binh. Họ cần một mục tiêu tỉnh. Do đó, sự cơ động và tốc độ là rất cần thiết đối với Ukraine. Họ cần số lượng lớn trang thiết bị kỹ thuật, PICM, pháo binh, xe tăng và yểm trợ trên không để định hình chiến trường, sau đó khai thác bất kỳ bước đột phá nào. Nhưng Kiev cũng cần các yếu tố khác của hoạt động đa lĩnh vực mà họ đã triển khai thành công trước ngày 9 tháng 10, đánh vào khả năng tiến hành chiến tranh từ sâu bên trong nội địa của Nga. Hạm đội biển đen tại cảng, các sân bay nơi máy bay đánh chặn MiG-31K và máy bay ném bom tu 22 m 3 được phóng cùng với trọng tải hỏa tiễn đạn đạo phóng từ trên không siêu thanh KS-47M2 Kinzhan, tổ hợp công nghệ quân sự Nga, trụ sở chính, vân vân. Họ cũng nên nghe theo lời khuyên của cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Mark Milley, người đã nói với quân đội hoạt động đặc biệt Ukraine trong chuyến đi tới Đức. Không nên có người Nga nào đi ngủ mà không tự hỏi liệu mình có nên đi ngủ hay không, bị quấy rối vào lúc nửa đêm. Bạn phải quay lại đó và tạo ra một chiến dịch đằng sau chiến tuyến. Và họ cần tận dụng lực lượng chống Putin dọc biên giới như họ đã làm ở Belgorod vào tháng 5, tạo ra sự hỗn loạn. Ukraine phải tấn công Nga và khiến họ mất cân bằng, ra lệnh cho các điều kiện trên chiến trường và khiến họ phản ứng, bố trí lại lực lượng của họ và đặt họ trước hỏa lực trực tiếp và gián tiếp, cũng như hỗ trợ trên không. Áp lực không ngừng, đuổi họ ra khỏi đất nước. Lực lượng mặt đất của Nga đang tiến gần đến điểm đột phá, họ cần tìm ra mảnh ghép đó trong tháp Jenga và loại bỏ nó. Theo lời của Trung tướng quân đội đã nghỉ hưu Ben Hosh, Tổng thống và các nhà lãnh đạo đồng minh cần phải nói rõ ràng mục tiêu chiến lược của chúng tôi là giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này, rằng Ukraine thắng là vì lợi ích tốt nhất của chúng tôi và vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp tất cả mọi thứ. Ukraine cần phải thắng. Ukraine sẽ cần thời gian để ghép tất cả các mảnh lại với nhau. Tổng thống Zelensky cần lắng nghe các cố vấn quân sự của mình và xây dựng một mặt trận thống nhất trong nước và quốc tế để tận dụng tất cả nguồn lực sẵn có vào mục tiêu chiến thắng duy nhất nhưng mặt trận thống nhất này cũng cần lắng nghe ukraine những người đang chiến đấu chứ không phải ra lệnh cho các điều kiện đúng hơn là ủng hộ cuộc chiến điều này còn lớn hơn ukraine an ninh của đông âu đang bị đe dọa trong một diễn biến khác thưa quý vị các lực lượng tiền tuyến của ukraine ngày càng lo lắng về việc nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược đang ngày càng cạn kiệt và có dấu hiệu cho thấy cam kết của các đối tác quốc tế đang bị suy giảm theo nhiều quan chức quân sự cấp cao ukraine quân đội ukraine lo ngại lực lượng nga có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của nước này và bảo đảm chiến thắng cho nga trong vài ngày nếu mỹ không cam kết viện trợ nhiều hơn với giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra và các cuộc tấn công hàng giờ nhằm vào thị trấn công nghiệp trọng điểm Ajivka, bất chấp mùa đông khắc nghiệt của đất nước đang bắt đầu. Đó là một tình huống rất khó khăn, nhưng những người thuộc lực lượng phòng thủ đang giữ vững lập trường của mình. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Ajivka Vitali Barabas nói trong cuộc phỏng vấn với The Independent. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ nhiều hơn từ các đồng minh trong những ngày gần đây, kiên quyết bác bỏ ý kiến cho rằng Ukraine sắp thua cuộc khi bị chất vấn tại cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài vào thứ Ba. Nhưng với việc Quốc hội Mỹ không đồng ý ngay cả một gói viện trợ nhỏ hơn cho Ukraine hoặc cứu trợ tạm thời trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, các chỉ huy tiền tuyến Ukraine đã có những cảnh báo cấp bách về tình hình đất nước nếu không có viện trợ. Barabas nói rằng nếu viện trợ của Mỹ bị dừng lại, điều đó sẽ dẫn đến tổn thất to lớn cho binh lính và dân thường địa phương. Ông nói, tuyến phòng thủ có thể thay đổi và nó sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề, giống như khi bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện. Barabas cho biết giao tranh ở Ajivka hiện rất nóng và Ukraine cần khẩn cấp thêm nguồn cung cấp nếu muốn giữ vững thị trấn, chứ đừng nói đến việc giành chiến thắng chung cuộc. Kẻ địch đang dồn ép từ gần 16 hướng dọc theo tuyến phòng thủ Ajivka. Nhà máy hóa chất Ajivka-Noke và hướng Stepove là những nơi quan trọng nhất cho cuộc tấn công của họ, và tất nhiên là hướng Pervomaiské, Opitne, Vodiane, nơi họ cố gắng tiến vào từ hai bên sườn. Dmytro Lazutin, người phát ngôn của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 của Ukraine, đang trứng giữ vùng ngoại ô phía bắc Ajivka, nói rằng, không có gì bí mật khi nguồn cung cấp vũ khí của phương tây là thứ đã cho phép quân đội của ông chống lại sự tấn công dữ dội từ nga tất nhiên viện trợ của phương tây có tầm quan trọng rất lớn ông nói với the independent lữ đoàn của chúng tôi chiến đấu chủ yếu bằng thiết bị của phương tây chúng tôi có xe tăng bradley chúng tôi có pháo tự hành paladin và đạn dược dành cho chúng là rất quan trọng để quân đội của chúng tôi chiến đấu hiệu quả lazukin cho biết ukraine đang phải đối mặt với một kẻ thù áp đảo về số lượng ở ajivka Ông chỉ ra số liệu tình báo Mỹ được giải mật cho thấy, Nga đã mất 13.000 binh sĩ trong cuộc chiến giành Ajivka chỉ kể từ đầu tháng 10. Một chỉ huy cấp cao khác của Ukraine phát biểu với điều kiện giấu tên cho biết, lực lượng phòng thủ ở Ajivka chỉ có đủ đạn dược để cầm cự ở các vị trí hiện tại, nhưng không đủ để khiến Nga dừng lại nếu tình hình căng thẳng. Đến với những diễn biến mới nhất trên mặt trận giao tranh, thông tin chiến sự Ukraine mới nhất ngày 25 tháng 12 cho biết, tổng cộng Nga đã tiến hành 11 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, 34 cuộc không kích, cũng như 62 cuộc tấn công từ hỏa tiễn hệ thống phóng loạt vào các vị trí của lực lượng và khu định cư Ukraine trong 24 giờ qua. Các cuộc không kích đã được tiến hành nhằm vào các khu định cư Leonivka và Chevonikuti, tỉnh Chadehiv, Sinkivka, tỉnh Kharkov, rừng Sarabiransk, tỉnh Luhansk, và Heohivka và Novo tỉnh Donetsk. Khoảng 100 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkov, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv đã bị quân Nga tấn công bằng pháo binh. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược tác chiến Pinich miền Bắc trên mặt trận Volin và Polisia, tình hình tác chiến vẫn không thay đổi. Trên mặt trận Siversk và Slobohanchina, người Nga đang duy trì sự hiện diện quân sự của họ ở các khu vực biên giới, tiến hành các hành động phá hoại tích cực nhằm ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine tới các mặt trận dễ bị tổn thương, cũng như làm tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới bang với tỉnh Belgorod của Nga. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược hoạt động Cortesia trên mặt trận Kubansk, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 17 cuộc tấn công của Nga gần khu vực định cư Zinkivka ở Kharkiv Oblast, nơi người Nga đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine nhưng không có kết quả. Trên mặt trận Liman, quân Nga không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào. Trên mặt trận Bắc Mút, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Bonadivka, Ivanivske, Klitschivka và Andrivka ở tỉnh Donetsk. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược tác chiến Tavria trên mặt trận Ajivka, các lực lượng Ukraine đang tiếp tục ngăn chặn những người Nga đang cố gắng bao vây thành phố Ajivka. Lực lượng phòng vệ đang tổ chức phòng thủ và gây ra tổn thất đáng kể cho quân Nga. Lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của quân Nga ở phía đông Novo Bakhmutivka, Stepove và Ajivka và 15 cuộc tấn công gần Sivinia, Povomaiske và Nevelske ở tỉnh Donetsk. Trên mặt trận Marienka, lực lượng phòng vệ tiếp tục ngăn cản quân Nga gần các khu định cư Marienka và Novo Mykalivka ở tỉnh Donetsk, nơi họ đã đẩy lùi 4 đợt tấn công. Trên mặt trận Zaporizhia, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của Nga gần khu định cư Robotine và phía tây bắc Verbove ở tỉnh Zaporizhia. Trong khu vực trách nhiệm của nhóm chiến lược tác chiến Odessa trên mặt trận Kherson, lực lượng Ukraine tiếp tục mở rộng đầu cầu. Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, bất chấp tổn thất đáng kể, quân Nga vẫn cố gắng đẩy các đơn vị Ukraine ra khỏi vị trí của họ. Trong vòng 24 giờ qua, quân Nga đã tiến hành 17 hành động tấn công và bị để lùi rút lui. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục gây tổn thất cho quân Nga về nhân lực và trang thiết bị quân sự, khiến họ kiệt sức dọc chiến tuyến. Trong 24 giờ qua, máy bay của lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào 18 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga và 5 hệ thống phòng không của Nga phòng không Ukraine đã phá hủy một hỏa tiễn không đối đất KH-59 và hai UAV trinh sát của Nga. Lực lượng hỏa tiễn và pháo binh Ukraine đã tấn công 6 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, một trạm radar, hai hệ thống pháo binh, ba điểm lưu trữ đạn dược và một sở chỉ huy của quân xâm lược. Ukraine loại bỏ 40% tân binh Nga hàng tháng. Đến với một diễn biến khác, thưa quý vị, theo một quan chức quốc phòng cấp cao ở biên giới phía đông của NATO, Nga và Ukraine đã chìm sâu vào một cuộc chiến tiêu hao có thể sẽ tiếp tục đến năm 2024. Kosti Slam, thư ký thường trực của quân đội quốc phòng Estonia, nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng Kiev và các đối tác phương Tây cần tin vào số liệu thống kê khi họ cố gắng lên kế hoạch cho cuộc xâm lược toàn diện của Điện Kremlin sẽ kết thúc như thế nào đó là cuộc chiến tiêu hao sam nói ông nói thêm rằng nga cố tình muốn chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ tồn tại lâu hơn so với ukraine và phương tây ông nói thêm khiến kiev phải có khả năng tiếp tục nghiền nát lực lượng của moscow thông qua những gì được cho là sẽ là mùa đông khó khăn ở phía trước rõ ràng đối với nhiều người lý thuyết này có vẻ hợp lý và họ bị thu hút bởi đây như một lựa chọn chính sách sam nói thêm đề cập đến những người hoài nghi về khả năng tiếp tục cuộc chiến tốn kém của ukraine Rõ ràng sau 2 năm, ít nhất một số người có thể đã quá tập trung vào các câu hỏi hàng ngày và tập trung vào chiến lược. Ở Estonia, một trong những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và NATO vốn hoài nghi nhất về bất kỳ sự giảm căng thẳng nào với nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin, Sam cho biết kết quả của cuộc chiến là vấn đề toán học. Ông nói, cứ 6 tháng một lần, người Nga có thể tuyển mộ 130.000 người, nhưng số lượng họ có thể thành lập các đơn vị là 40.000. Sam cho biết, 40.000 quân đó có thể được sử dụng như một lực lượng tấn công để chiếm các lãnh thổ mới và áp đặt ý chí của Moscow lên các khu vực bị chiếm đóng. Sam cho biết, 90.000 tân binh còn lại mỗi tháng không thể được sử dụng làm gì khác ngoài sinh khối. Chúng chỉ là bia đỡ đạn, bạn sử dụng chúng một lần và vứt chúng đi. Sam nói thêm, Người Ukraine hiện đang loại bỏ hoặc làm bị thương nặng quân địch với số lượng hơn 50.000 người mỗi nửa năm. Sam cho biết, mức tiêu hào hiện tại, tỷ lệ thực tế có thể còn cao hơn, có nghĩa là Moscow đang mất một phần quân đội, tương đương với khoảng 37% số quân mới được tuyển mộ sau mỗi 6 tháng. Kiev tuyên bố đã loại bỏ hơn 351.000 lính Nga kể từ tháng 2 năm 2022. Cho đến nay, số liệu thương vong mà Ukraine công bố phần lớn phù hợp với đánh giá của Mỹ. Cuộc chiến tiêu hao cũng khiến Ukraine phải trả giá đắt. Các ước tính của Mỹ từ đầu năm nay cho thấy số người thiệt mạng ở Kyiv là khoảng 70.000 người và thêm tới 120.000 người bị thương. Cả hai con số này sẽ cao hơn sau 6 tháng chiến đấu ác liệt nữa. Về việc liệu thương vong của Nga có đủ dai dẳng và nghiêm trọng để cuối cùng đạt đến điểm bùng phát đối với Điện Kremlin hay không, Sam nói: "Về mặt nhân lực, tôi nghĩ chúng tôi đang, về mặt tài nguyên và đạn dược, chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức đó." Các quốc gia EU đã cam kết mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng tập thể để cung cấp cho Ukraine khoảng 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào tháng 3 năm 2024, một thời hạn ngày càng có vẻ khó xảy ra. Sam nói thêm rằng, Moscow không có dấu hiệu nới lỏng chiến thuật gây thương vong hàng loạt. Khi nói đến những lợi ích bổ sung, họ sẽ cố gắng với tỷ lệ tiêu hao rất cao. Điều họ cũng hiểu là, đối với một cuộc chiến tranh tiêu hao, yếu tố quyết định chính để người Ukraine giành chiến thắng là sự giúp đỡ của phương Tây. Mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cho hay, năm nay Tổng thống Putin sẽ không gửi lời chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới các lãnh đạo quốc gia mà Moscow coi là không thân thiện. Ông Peskov nói thêm, chỉ bạn bè và đồng minh của Nga sẽ nhận được chúc mừng. Hãng RT cho biết, theo truyền thống, người đứng đầu nước Nga sẽ gửi thông điệp chính thức tới các nhà lãnh đạo nước ngoài đương nhiệm và trước đây vào tháng 12, chúc họ những lời chúc tốt đẹp nhất của ông nhân dịp lễ sắp tới. Tuy nhiên, do những căng thẳng chưa từng có giữa Nga và Mỹ cùng các đồng minh của Mỹ, danh sách người nhận đã được rút ngắn. Khi được hỏi nhà lãnh đạo ngoại quốc nào sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng trong năm nay, ông Peskov ngày 23 tháng 12 nói rằng Tổng thống Putin sẽ không gửi lời chúc tới những người không thân thiện. Những người thân thiện sẽ nhận được chúc mừng. Ông Peskov không nói rõ ai có tên trong danh sách nhận lời chúc. Trong một diễn biến cũng không kém phần thú vị khác, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ NORAD đã bắt đầu theo dõi hành trình của ông già Noel khi ông đi vòng quanh thế giới phát quà cho trẻ em. Đây là truyền thống kéo dài suốt hơn 60 năm qua của NORAD. Từ rạng sáng ngày 24 tháng 12, hơn 1.250 quân nhân thuộc lực lượng chung Mỹ-Canada đã bắt đầu vận hành đường dây nóng để cung cấp thông tin về hành trình của ông già Noel. Các quân nhân sẽ trả lời điện thoại từ căn cứ không quân Peterson ở Colorado. Một số tình nguyện viên phi quân sự cũng tham gia quá trình này. Chúng tôi sẽ theo dõi ông già Noel bằng chính những thiết bị mà chúng tôi sử dụng hàng ngày để giữ an toàn cho lục địa Bắc Mỹ. Đó là máy bay radar và vệ tinh. Sean Carter, một quản lý của chương trình NORAD Track Santa, nói với Fox News. Nói về tầm quan trọng của việc theo dõi ông già Noel, Carter kể: Năm ngoái chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một nhóm trẻ em ở Ukraine đang gọi bằng một chiếc điện thoại chạy pin nhỏ và các em nói rằng tất cả những gì các em muốn là ông già Noel bật lại nguồn điện. Những khoảnh khắc như vậy khiến chúng tôi lặn đi và nhắc nhở chúng tôi về phạm vi phủ sóng của NORAD Trắc Santa. Có năm NORAD nhận được hơn 250.000 cuộc gọi trong khoảng thời gian 20 giờ. Truyền thống theo dõi ông già Noel của Norad bắt đầu từ năm 1995, khi một tờ báo địa phương đăng tin trẻ em có thể gọi điện cho ông già Tuyết, nhưng lại in sai số điện thoại. Do đó, thay vì được nói chuyện với ông già Noel, các em nhỏ lại gọi nhầm đến một đơn vị của Trung tâm Chỉ huy Phòng không lục địa, tiền thân của Norad. Đại tá không quân Mỹ Harry Shub đã trực tiếp chỉ định một sĩ quan trả lời các cuộc gọi của trẻ em địa phương và truyền thống theo dõi ông già Noel bắt đầu từ đó. Thưa quý vị, Thoạt nhìn, các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza dường như không có nhiều điểm chung. Cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc xung đột thông thường giữa hai quốc gia chống lại nhau, trong khi chiến tranh Gaza đưa quân đội thông thường chống lại một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, theo ý kiến của các tướng lĩnh Mỹ hiện tại và đã nghỉ hưu, cũng như các nhà phân tích dân sự đang nghiên cứu cả hai cuộc chiến, nhiều người đã đi đến kết luận rằng chúng thực sự cũng cố nhiều bài học giống nhau. Đó là những bài học mà quân đội Mỹ cần khẩn trương tiếp thu. Hamas xét cho cùng không chỉ là một tổ chức khủng bố, đó là một thực thể gần như chính phủ đã tham chiến với ước tính khoảng 30.000 tay súng. Và giống như quân đội Nga ở Ukraine, họ đã phạm phải những tội ác chiến tranh khủng khiếp. Trong cả hai trường hợp, bạo lực tàn bạo đều được sử dụng nhằm mục đích khủng bố để khiến kẻ thù phải đầu hàng. Các nhà lãnh đạo Hamas dường như không quan tâm đến những tổn thất khủng khiếp mà dân thường hay các tay súng của họ phải trả do cuộc chiến mà họ bắt đầu vào ngày 7 tháng 10. Lưu ý rằng họ không mở đường hầm để che chở cho dân thường khỏi vụ đánh bom của Israel. Điện Kremlin cũng đã thể hiện sự sẵn sàng gây sốc khi không chỉ giết thường dân Ukraine mà còn cả binh lính của chính họ, những người đã hy sinh trong các cuộc tấn công lao vào máy xây thịt chỉ để tranh giành vài mét đất. Các cuộc chiến ở cả Gaza và Ukraine nên nhắc nhở các nhà lãnh đạo phương Tây tự mãn rằng đối thủ của thế giới dân chủ không chia sẻ các giá trị tự do của họ và do đó ít ý thức về thương vong hơn nhiều so với quân đội phương Tây. Điều đó mang lại cho họ một lợi thế quân sự lớn. Chỉ huy Ukraine, tướng Valery Zelensky gần đây thừa nhận với tờ Economist rằng ông đã sai khi tin rằng mình có thể ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của Nga bằng cách gây thương vong nặng nề cho quân xâm lược. Nhưng ngay cả khi tình báo Mỹ ước tính rằng 315.000 lính Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương, Vladimir Putin vẫn tiếp tục tấn công. Vì vậy, các chỉ huy Israel cũng đã sai lầm nếu họ nghĩ rằng việc gây đau đớn và đau khổ cho dân thường Palestine sẽ khiến Hamas ngừng chiến đấu. Điều này được các nhà phân tích tình báo gọi là hiệu ứng tâm lý cương, và đó là một sai lầm nghiêm trọng cần tránh. Tướng James E. chỉ huy Bộ Tư lệnh Tương lai Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã nói rằng các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza nên nhắc nhở chúng ta rằng chiến tranh chủ yếu vẫn là nỗ lực của con người, đất đai là quyết định, xung đột đô thị là không thể tránh khỏi cũng như không mong muốn và khả năng cận chiến ở cấp độ đơn vị nhỏ là cần thiết và mang tính quyết định. Những kết luận như vậy có vẻ hiển nhiên nhưng chúng đi ngược lại xu hướng hiện đại ở phương Tây, kể cả của lực lượng vũ trang Israel và Mỹ là cố gắng giảm chiến tranh thành một cuộc tập trận nhắm mục tiêu tầm xa, sử dụng các hệ thống tấn công chính xác. Những khả năng đó vẫn quan trọng, nhưng cả Ukraine và Israel đều đang nhận ra sự cần thiết của lực lượng mặt đất có thể áp sát và tiêu diệt lực lượng địch trong chiến đấu cận chiến. Việc tấn công đặc biệt khó thực hiện ở các thành phố nơi các tòa nhà cung cấp chỗ trú ẩn cho quân phòng thủ và dân thường đang ở trong vùng hỏa lực. Ukraine đã chứng kiến hàng loạt trận chiến đẫm máu diễn ra trong và xung quanh các thành phố như Mariupol, Bakhmut, Ajivka và Kherson. Giờ đây tại giải Gaza, các lực lượng Israel đang chiến đấu đồng thời ở hai khu vực đô thị lớn, thành phố Gaza và Khan Yunis, nơi mạng lưới đường hầm rộng lớn của Hamas thể hiện một khía cạnh đe dọa khác. Do khoảng 68% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố vào năm 2050, Điều cực kỳ quan trọng là phải nắm vững cái mà quân đội Hoa Kỳ gọi là mount, hoạt động quân sự trên địa hình đô thị hóa. Lực lượng Mỹ có kinh nghiệm chiến đấu ở Fallujah và Ramadi trong những thập niên gần đây, đồng thời hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại nhà nước hồi giáo ở Mosul và Raqqa, nhưng họ chưa phải đối mặt với những thách thức mà lực lượng phòng vệ Israel IDF đang gặp phải ở các khu đô thị xây dựng nhiều hơn. Lần cuối cùng một tiểu đoàn bộ binh Mỹ dọn dẹp một bệnh viện hay một tòa nhà chọc trời là khi nào? Trung tướng quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu David W. Bono và nhà phân tích quốc phòng Nora ben trong War on the Rocks cho hay, quân đội Mỹ sẽ không thể chỉ dựa vào chiến thuật đối đầu và tấn công chính xác trong các hoạt động đô thị ở một thành phố lớn. Điều này có nghĩa là lực lượng mặt đất của quân đội Hoa Kỳ cần được tổ chức, huấn luyện và trang bị tốt hơn để chiến đấu cường độ cao trong đô thị. Một bài học khác được dạy ở Ukraine và được củng cố ở Gaza đó là chúng ta phải tham gia và giành chiến thắng trong cuộc chiến thông tin. Đô đốc Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu James Stavridis, cựu chỉ huy đồng minh tối cao châu Âu nói rằng, Điều này có nghĩa là thống trị chu kỳ tin tức, tạo ra nội dung hình ảnh hấp dẫn, hãy nghĩ đến video theo phong cách TikTok và đưa ra những người phát ngôn có năng lực đáng tin cậy. Ukraine đã thực hiện công việc hoạt động thông tin tốt hơn Israel vì họ có câu chuyện hay hơn để kể. Họ là nạn nhân của sự xâm lược vô cớ và không giết hại thường dân Nga. Số dân thường thiệt mạng hoàn toàn đứng về phía Ukraine, giúp tạo ra sự đồng cảm rộng rãi đối với chính nghĩa của nước này. Ngược lại, Hamas sử dụng người Palestine làm lá chắn sống, khiến cho các hoạt động chiến đấu của Israel sẽ gây ra thương vong lớn cho dân thường là điều không thể tránh khỏi. Theo Bộ Y tế do Hamas kiểm soát, hơn 18.700 người đã thiệt mạng ở Gaza. Israel khẳng định rằng họ tuân thủ luật chiến tranh, nhưng những lập luận như vậy chẳng có giá trị gì so với sức mạnh cảm xúc của bức ảnh một đứa trẻ Palestine đã chết. Trong cuộc chiến kể lại các nạn nhân, biện pháp phản công hiệu quả nhất của Israel là vạch trần sự đồi trụy của vụ tấn công Hamas vào ngày 7 tháng 10. Chẳng hạn, bằng cách nêu bật việc Hamas sử dụng bạo lực tình dục đối với phụ nữ Israel, Mặc dù vậy, có rất ít nghi ngờ rằng việc Israel đang thua trong cuộc chiến thông tin có thể khiến nước này thua toàn bộ cuộc chiến. Một điểm quan trọng khác được đưa ra bởi Trung tướng Quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Douglas Lutz, người nói rằng chúng ta nên có sự hoài nghi lạnh mạnh về các đánh giá tình báo. Ông chỉ ra rằng, mặc dù cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán rằng Putin sẽ xâm lược Ukraine, nhưng họ không lường trước được Ukraine sẽ chống lại cuộc xâm lược thành công như thế nào. Thưa quý vị, đối với hai cuộc chiến mà Ukraine và Israel đang mắc phải, nếu chỉ đánh giá bằng hình ảnh, quý vị có thể nghĩ đến sự so sánh ngược lại. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tấn công Gaza theo cách giống như Tổng thống Nga Vladimir Putin với những tàn tích ở Gaza trông gần như không khác gì những tàn tích ở Mariupol. Tuy nhiên, thực tế là Ukraine và Israel đều là nạn nhân của sự xâm lược. Những kẻ xâm lược của họ có chung một chiến lược đó là cố tình tấn công các mục tiêu dân sự. Cả hai có mối liên hệ gián tiếp. Iran, nước cung cấp cho Putin những chiếc máy bay không người lái Shahed để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố dân thường của Ukraine. Cũng chính Iran đã cung cấp các trại huấn luyện, người hướng dẫn và có lẽ cả các chiến lược của họ cho Hamas ở Liban. Tệ hơn nữa, hai kẻ xâm lược Putin và Hamas có chung mối liên hệ trực tiếp. Moscow là thủ đô lớn duy nhất mà những kẻ củng bố Palestine được chào đón cả trước ngày 10 tháng 9 và sau 26 tháng 10 cũng như cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Thêm vào đó là trò chơi mơ hồ của thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhằm nhân rộng những cử chỉ hữu nghị của ông với Putin và mô tả những kẻ giết người Hamas là những kẻ giải phóng. Thêm việc Trung Quốc từ chối lên án Hamas trong khi không bỏ lỡ cơ hội khẳng định tình hữu nghị sâu sắc với Nga. Nếu quý vị xem xét nghiêm túc nghệ thuật nhìn thế giới như một thành phố duy nhất, một quan điểm mà người Hy Lạp cổ đại gọi là địa chính trị, thì tình hình đã rõ ràng. Một mặt, ở Israel và Ukraine, chúng ta có hai nền dân chủ không hoàn hảo, nhưng tất cả đều giống nhau, xuất hiện từ các cuộc chiến tranh giải phóng thuộc địa. Một chống lại đế quốc Anh, một chống lại đế quốc Liên Xô, sau này là Nga. Bên kia là một liên minh chống lại các nhà dân chủ trong và ngoài nước một liên minh gia nhập nga với tham vọng á âu quốc tế hồi giáo từ liban đến qatar có đường dây trực tiếp thông qua hamas thổ nhĩ kỳ thời ottoman mới một iran chợt hoài niệm về những ngày vĩ đại của đế quốc ba tư và một trung quốc tân đế quốc không bao giờ ngừng đếm điểm theo dõi ý chí của mỹ trong việc hỗ trợ các đồng minh ở châu âu và cận đông trong khi chờ đợi thời cơ trước khi quyết định có nên mở mặt trận thứ ba ở đài loan hay không đây là một cuộc chiến chính trị và ý thức hệ có phạm vi toàn cầu giữa những người ủng hộ và những kẻ thù của tự do và luật pháp và theo toàn cầu, toàn bộ thế giới bao gồm cả nam bán cầu cũng như phương Tây, Israel và Ukraine, những mục tiêu đầu tiên trong giai đoạn đầu của cuộc chiến toàn cầu hóa này biết điều gì đang bị đe dọa. Trong bộ phim tài liệu Glory to the Heroes chúng ta sẽ dễ bắt gặp hình ảnh những người lính Ukraine có hình mẫu là lực lượng phòng vệ Israel và những người lính IDF chiến đấu trong hàng ngũ của quân đội Ukraine. Ở các cộng đồng do Thái ở Odessa và Dnipro, người dân đã cùng chung một tiếng cầu nguyện cho chiến thắng của Ukraine và của Israel. Và xã hội dân sự của Israel đã đứng về phía Ukraine bị xâm lược từ rất sớm. Netanyahu đã muộn trong việc hiểu được vận mệnh chung này. Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người không giấu giếm gốc do thái của mình thì đã nhận ra điều này từ rất sớm. Không ai không biết rằng vị Tổng thống anh hùng này, hậu duệ của một gia đình sống sót sau thảm họa Holocaust, đã đứng lên chống lại kẻ xâm lược đất nước mình như Judas Maccabeus chống lại quân Selukos hay David chống lại Goliath đã không chần chừ dù chỉ một phút để lên án hành vi xâm lược của Hamas, cũng như bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với nhà nước Do Thái và đưa ra ý tưởng về chuyến thăm Israel. Israel và Ukraine đang trong một cuộc chiến tương tự. Kết quả của trận đấu lớn mới này sẽ được quyết định trên cả hai tuyến đầu này và trong sự cân bằng đó là sự thăng trầm của các giá trị tự do. Thực sự sẽ rất nguy hiểm nếu nhượng bộ trước sự cám dỗ sắp xếp các tình huống khẩn cấp của chúng ta theo thứ tự, ưu tiên lòng trắc ẩn của chúng ta và các viện trợ của Ukraine để ủng hộ Israel, hoặc ngược lại. Thưa quý vị, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đặt ra ba điều kiện tiên quyết cho hòa bình trong một bài báo đăng tối nay trên tờ Wall Street Journal. Ông nói họ phải tiêu diệt Hamas phi quân sự hóa Gaza và vô hiệu hóa toàn bộ xã hội Palestine. Đáng chú ý, tác phẩm này không đề cập đến nhiều con tin vẫn đang bị bọn khủng bố bắt giữ ở Gaza và không coi việc họ trở về là điều kiện tiên quyết. Mỹ, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác ủng hộ ý định tiêu diệt nhóm khủng bố của Iran để đạt được mục tiêu đó, khả năng quân sự của nước này phải bị dỡ bỏ và sự cai trị chính trị của nước này đối với Gaza phải chấm dứt. Thủ tướng viết Thứ hai, Iran cũng phải bảo đảm rằng Gaza không bao giờ được sử dụng làm căn cứ để tấn công Israel nữa. Ông Netanyahu cho biết, trong số những điều khác, điều này sẽ yêu cầu thiết lập một khu vực an ninh tạm thời ở chu vi Gaza và một cơ chế kiểm tra ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh của Iran và ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào lãnh thổ. Trước những gợi ý được báo cáo rằng chính quyền Palestine quản lý Gaza sau chiến tranh, ông nói rằng kỳ vọng rằng chính quyền Palestine sẽ phi quân sự hóa Gaza là một giấc mơ xa vời. Ông cáo buộc chính quyền Palestine hiện đang tài trợ và tôn vinh chủ nghĩa khủng bố ở Judea và Samaria, đồng thời giáo dục trẻ em Palestine tìm cách tiêu diệt Israel. Thứ ba, ông nói trường học phải dạy trẻ em quý trọng sự sống hơn là cái chết và các giáo sĩ phải ngừng rao giảng về tội giết người Do Thái. Ông viết, xã hội dân sự Palestine cần phải được chuyển đổi để người dân ủng hộ việc chống khủng bố hơn là tài trợ cho nó. Điều đó có thể sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo dũng cảm và có đạo đức. Ông Netanyahu nói, tấn công Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, người thậm chí không thể tự mình lên án hành động tàn bạo ngày 7 tháng 10, Netanyahu chỉ ra quá trình phi cực đoan hóa thành công diễn ra ở Đức và Nhật Bản sau chiến thắng của quân đồng minh trong Thế chiến thứ hai và nói rằng ngày nay cả hai quốc gia đều là đồng minh lớn của Mỹ và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở châu Âu và châu Á. Ông cũng nói rằng sau vụ 11 tháng 9, các nhà lãnh đạo Ả Rập có tầm nhìn xa ở vùng Vịnh đã dẫn đầu những nỗ lực nhằm phi cực đoan hóa xã hội và biến đổi đất nước của họ. Ông kết luận, một khi Hamas bị tiêu diệt, Gaza được phi quân sự hóa và xã hội Palestine bắt đầu quá trình phi cực đoan hóa, Gaza có thể được xây dựng lại và triển vọng về một nền hòa bình rộng lớn hơn ở Trung Đông sẽ trở thành hiện thực. Iran thông báo tướng Mosavi, cố vấn cấp cao của vệ binh Hồi giáo, thiệt mạng trong cuộc không kích của Iran nhằm vào thủ đô Damascus của Syria. Truyền hình nhà nước Iran hôm 25 tháng 12 đình chỉ chương trình phát sóng bình thường để thông báo về cái chết của Trung tướng Sayed Zari Mosavi. Trung tướng Mosavi qua đời trong cuộc không kích của Iran nhằm vào thủ đô Damascus của Syria cách đây vài giờ. Ông là một trong những cố vấn giàu kinh nghiệm nhất của vệ binh cách mạng Hồi giáo được triển khai đến Syria. Hãng thông tấn Iran IRNA cho hay, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng vụ ám sát tướng Mosavi thể hiện sự yếu kém của Iran trong khu vực. Hành động đó cho thấy chính phủ Gia Thái đang chán nản, họ sẽ phải trả giá, ông tuyên bố. Đại sứ Iran Hossein Akbari nói rằng tướng Mosavi hoạt động tại Syria với tư cách nhà ngoại giao và thiệt mạng khi từ nhiệm sở về nhà. Ban nguồn tin an ninh giấu tên nói rằng tướng Mosavi là người điều phối hoạt động quân sự giữa Iran và Syria. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Daniel Hagari từ chối bình luận về thông tin do Iran đưa ra. Rõ ràng chúng tôi có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích an ninh của Iran, ông cho hay. Iran trong khoảng một thập niên qua mở hàng trăm đợt không kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria, song hiếm khi xác nhận hoặc công bố chi tiết. Iran coi các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Syria là kẻ thù, tuyên bố sẽ tìm mọi cách ngăn Tehran tăng cường ảnh hưởng ở khu vực này. Iran đã cử nhiều cố vấn thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo tới Syria, huấn luyện hàng nghìn chiến binh Sikh đến từ Iraq, Afghanistan và Pakistan nhằm hỗ trợ chính quyền tổng thống Bashar al-Assad. Các tay súng Hezbollah tại Liban cũng phối hợp chặt chẽ với các chỉ huy quân đội Iran có mặt ở Syria. Bộ trưởng Nội vụ Anh Cleverly hứng chỉ trích và phải xin lỗi khi nói đùa về việc bỏ thuốc mê vào đồ uống của vợ mỗi đêm. Trong một sự kiện hồi tháng này, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly nói đùa với các khách mời nữ rằng bí quyết để duy trì hôn nhân lâu dài là phải bảo đảm vợ mình luôn được bỏ chút thuốc mê để không bao giờ có thể nhận ra rằng ngoài kia còn nhiều người tốt hơn. Ông cũng nói rằng việc thực hiện điều này mỗi tối không hẳn là điều bất hợp pháp. Sunday Mirror ngày 24 tháng 12 đưa tin, Tờ báo cho hay phát ngôn của Bộ trưởng Cleverly được đưa ra cùng ngày ông công bố các biện pháp mới để xử lý vấn nạn chút thuốc để cưỡng hiếp ở Anh. Ông Cleverly hôm qua lên tiếng xin lỗi vì câu đùa trên. Phát ngôn viên của ông cho biết câu nói được đưa ra trong cuộc trò chuyện riêng tư và mang tính mỉa mai. Hiệp hội Fawcett, tổ chức vì nữ quyền ở Anh, đã kêu gọi ông Cleverly từ chức. Công đảng đối lập cũng ra tuyên bố cho rằng phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Anh là không thể tin nổi chuốt thuốc người khác là tội ác nghiêm trọng và tàn nhẫn. Không thể tin rằng Bộ trưởng Nội vụ phụ trách vấn đề chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái lại có thể pha trò như vậy. Các nạn nhân sẽ có thể tin tưởng rằng ông ấy sẽ nghiêm túc với loại tội ác đề tiện này. Nghị sĩ công đảng Wyvek Cooper, phát ngôn viên chính sách đối nội của đảng này, đăng trên X. Công đảng đang dẫn trước đảng bảo thủ cầm quyền Anh trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm bầu cử dự kiến diễn ra vào năm sau. Chiến lược mới của Ukraine thay đạn pháo bằng máy bay không người lái FPV Thưa quý vị, chiến tranh Nga-Ukraine đã chứng kiến sự lên ngôi của vũ khí sử dụng công nghệ không người lái. Hiện nay, một chiếc máy bay không người lái FPV có thể mang tới hiệu quả cao hơn nhiều so với đạn pháo, trong khi giá thành rất rẻ. Do vậy, chúng được binh sĩ Ukraine sử dụng rất nhiều trên chiến trường. FPV UAV là sự kết hợp giữa máy bay không người lái thông thường với camera ghi hình. FPV viết tắt của cụm từ First Person View, thiết bị bay với chế độ xem góc nhìn thứ nhất, có khả năng truyền không dây video trực tiếp tới kính FPV tai nghe, thiết bị di động hoặc màn hình. Máy bay không người lái dạng FPV giúp cho người điều khiển nhận được cảm giác cực kỳ chân thực, linh hoạt, giống như đang là một phi công lái máy bay thực sự. Hiện tại, trên chiến trường Ukraine, UAV dạng FPV đang được sử dụng rất rộng rãi. Nó thậm chí còn có thể thay thế các loại máy bay không người lái tấn công cảm tử đắt tiền hơn. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đây. Tại khu vực Ajivka, các đơn vị bộ binh Ukraine đang buộc phải sử dụng nhiều máy bay không người lái FPV hơn do tình trạng thiếu đạn pháo rất trầm trọng. Các nguồn tin quân sự tại Kyiv đã phản ánh thực trạng đáng buồn này. Theo báo chí Ukraine, sản lượng đạn pháo mà nước này sản xuất cũng như các đồng minh viện trợ đã đạt mức tối đa và không thể tăng thêm trong tương lai gần. Số lượng hiện tại vẫn không đủ đáp ứng yêu cầu chiến trường, đó là khoảng 8.000 quả một ngày. Trong khi đó, thực tế cho thấy việc sản xuất máy bay không người lái FPV dễ dàng hơn nhiều vì chúng có thể được lắp ráp ở bất kỳ nhà xưởng nào và giá thành cũng khá rẻ. Một chiếc máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất có chi phí sản xuất thấp hơn nhiều so với một quả đạn pháo 155 ly. Không chỉ vậy, chúng lại có độ chính xác cao hơn nhiều khi tấn công các vị trí phòng thủ hoặc phương tiện đang di chuyển của đối phương. Trước tình hình trên, các chuyên gia quân sự dự đoán việc thay thế đạn pháo bằng máy bay không người lái FPV có thể trở thành một trong những lựa chọn cho chiến lược của quân đội Ukraine trong thời gian tới. Trước đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này sẽ sản xuất 1 triệu chiếc UAV vào năm 2024. Sau đó, Bộ Công nghiệp Chiến lược đã làm rõ rằng nhà lãnh đạo muốn nói đến máy bay không người lái dạng FPV. Tại thời điểm tháng 12 năm 2023, chính quyền Ukraine ước tính việc sản xuất FPV đạt sản lượng 50.000 chiếc mỗi tháng, tức là ở mức sản xuất hiện tại, Kyiv đủ khả năng chế tạo tới 600.000 máy bay không người lái mỗi năm. Mặc dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng không thể thay thế hoàn toàn đạn pháo bằng máy bay không người lái, bởi một chiếc FPV chẳng thể phá hủy công sự kiên cố hoặc tạo ra mực độ hỏa lực dày đặc cho hoạt động tấn công. Đúng như nhận xét của thư ký thường trực của quân đội quốc phòng Estonia, bất chấp những tổn thất to lớn, cuộc chiến tiêu hao hiện tại vẫn đang có dấu hiệu nghiêng về Nga. Tờ New York Times đưa tin trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã đạt được một số tiến bộ ở mặt trận phía đông Ukraine nhờ tận dụng được quân số vượt trội của nước này. Ấn phẩm ghi nhận cách tiếp cận của quân đội Nga tới các điểm then chốt, bao gồm cả Ajivka ở khu vực Donetsk. Cuộc tiến công của Nga gần Ajivka được coi là có tầm quan trọng chiến lược vì thành phố này là biểu tượng của sự kháng cự và là yếu tố then chốt của lực lượng phòng thủ Ukraine ở Donbass. Ngay trong năm 2014, phe Likai được Nga hậu thuẫn đã cố gắng chiếm lấy nó. Chính quyền Ukraine đang xem xét huy động tới 500.000 quân để đáp trả những tiến bộ quân sự của Nga, nhưng phải đối mặt với lo ngại về sự bất bình của người dân. Hiện nay, tình hình ở tiền tuyến đang khó khăn và đang dần xấu đi. Joker Genev, phó chủ tịch Ủy ban Yerkov Narada về an ninh quốc gia, quốc phòng và tình báo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo. Không có đạn dược của Mỹ, chúng tôi đang bắt đầu mất đi lãnh thổ mà chúng tôi đã khó giành được trong mùa hè này. Quân đội Nga đang tiến không chỉ ở khu vực Azovka mà còn xung quanh các khu định cư khác như Kubensk, Bakhmut và Marienka. Điều này cho thấy Nga đã thành công trong việc giành thế chủ động trên phần lớn chiến trường sau khi chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky thừa nhận những khó khăn trong cuộc phản công vào tháng 11. Theo Bộ Quốc phòng Anh, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023, Nga có thể phải chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là sau cuộc tấn công vào Azovka. Tình báo Mỹ lưu ý rằng quân đội Nga đã mất 13.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công vào thành phố này. Theo các chuyên gia, những tổn thất này sẽ ảnh hưởng đến cán cân quyền lực ở mặt trận phía đông ấn phẩm nhấn mạnh rằng những thành công của nga trên mặt trận đến vào thời điểm quan trọng đối với Kyiv khi ukraine đang khó khăn trong việc nhận hỗ trợ quân sự từ hoa kỳ và liên minh châu âu điều này đang diễn ra trong bối cảnh tình hình ở tiền tuyến ngày càng xấu đi giới lãnh đạo ukraine buộc phải cân nhắc việc huy động quy mô lớn để bù đắp tổn thất quân đội Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới 24 giờ của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của The Saigon Post.